Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và tin cập nhật. Trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Lãnh sự quán Canada tại Hồng Kông đã đình chỉ tất cả các chuyến công tác đi Trung Quốc đại lục của nhân viên địa phương sau khi nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông bị Trung Quốc bắt giam tại biên giới thăm quyến. Phát ngôn viên lãnh sự quán Canada đã xác nhận thông tin trên với South China Morning Post, theo bản tin ngày 23 tháng 8 của tờ báo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản nói rằng Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của lãnh sự quán Canada, cảnh báo rằng những người có ý định xấu sẽ lo lắng và sợ hãi, cảm thấy cần phải cẩn thận hơn ở Trung Quốc. Hôm thứ Sáu 23 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã kết Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi ông là một độc tố chết người, làm hỏng các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa hai nước theo bản tin cùng ngày của UPI. Trong một tuyên bố của Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Jong-ho chỉ trích ông Pompeo đã có một chuỗi những nhận xét vô nghĩa khi ông nói duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn của Washington Seminar với Ngoại trưởng Mỹ vào thứ Tư 21 tháng 8, ông Pompeo nói ông hy vọng lãnh đạo Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt như một hình thức đòn bẩy. Trung Quốc, Chủ tịch Tập mời Tổng thống Philippines đến thăm. Hôm thứ Sáu, Bắc Kinh thông báo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tới thăm Trung Quốc vào tuần tới, tuyên bố đưa ra sau khi ông Duterte đe dọa hủy các cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu ông không thảo luận về tranh chấp Biển Đông, theo bản tin cùng ngày của SCMP. Sự gần gũi của Tổng thống Philippines Duterte với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang khiến người Philippines lo sợ, mất quyền lãnh thổ và hàng hải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Duterte sẽ thăm Trung Quốc trong 5 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 theo lời mời của ông Tập. Bộ không cho biết hai lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề gì, nhưng các nhà quan sát nói chương trình nghị sự sẽ có thăm dò và khai thác dầu khí chung. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực trong nước đối với ông Duterte khi người dân yêu cầu ông hành động cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Ứng viên Tổng thống Sri Lanka hứa chú trọng an ninh quốc gia sau vụ đánh bom nhà thờ lễ phục sinh. Gia tộc chính trị ảnh hưởng nhất Sri Lanka đang tham vọng tái hồi quyền lực khi chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gotabaya Rajapaksa là ứng cử viên của Đảng Podujana Pramuna cho cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Lãnh đạo Đảng Podujana Pramuna là cựu tổng thống Mahinda, anh trai của ông Gotabaya, theo bản tin ngày 23 tháng 8 của Nikkei Kết quả đã chấm dứt nhiều tháng suy đoán gia tộc, Rajapaksa sẽ chọn ai là ứng viên tranh cử. Cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã cầm quyền hai nhiệm kỳ gần 10 năm với dấu ấn về sự kiềm kẹp độc đoán và khuynh hướng thân Trung Quốc. Ông Gotabaya Rajapaksa, em trai của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, chào những người ủng hộ ở Colombo vào ngày 11 tháng 8. Lời hứa của ông Bảo đảm an ninh là một thông điệp gây tiếng vang với cộng đồng Phật giáo Sinhala. Trong kế hoạch quay trở lại, ông Raja Paksa tập trung vào chủ đề an ninh quốc gia sau khi đất nước bị tấn công bởi vụ đánh bom khủng bố nhắm vào nhà thờ trong lễ phục sinh hồi tháng 4.